bạn cảm thấy quá phức tạp khi muốn cài đặt truyền hình cáp HD. Cần đến hai điều khiển và rất nhiều dây để kết nối với bộ đầu thu tách rời. Giờ đây, mọi thứ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ với một thẻ cam giải mã truyền hình kỹ thuật số nằm gọn gàng phía sau TV, từ nay tha hồ tận hưởng truyền hình cáp chuẩn HD thật dễ dàng với TV Samsung Super LED J5520.